Hướng dẫn vào thi. Bạn hãy mở trình duyệt và vào địa chỉ học.futurelang.vn. Đăng nhập bằng tài khoản của bạn. Ấn vào biểu tượng đấu trường ở góc trái phía trên màn hình. Nếu bạn vào trước giờ thi thì ấn vào sắp diễn ra. Tìm cuộc thi của bạn rồi ấn vào mũi tên. Ấn vào đăng ký tham gia. Xem lại các thông tin của bạn. Nếu đúng thì ấn xác nhận, chưa đúng thì ấn chỉnh sửa. Ấn vào dấu X. Bạn sẽ được đưa vào phòng chờ. Trong trường hợp bạn vào sau khi cuộc thi đã bắt đầu, hãy ấn vào đang diễn ra. Tìm đúng cuộc thi của bạn rồi ấn vào mũi tên. Sau đó ấn tham gia. Nếu thông tin chưa đúng thì ấn chỉnh sửa. Nếu đúng rồi thì ấn xác nhận. Bạn chọn câu nào thì ấn vào ô trống cạnh câu đó rồi ấn tiếp theo. Bạn có thể di chuyển qua lại giữa các câu bằng cách ấn vào câu đó ở bảng bên trái, nên nếu chưa nghĩ ra đáp án thì hãy chuyển sang câu khác rồi quay lại câu chưa làm được sau. Khi làm xong hết thì ấn nộp bài để kết thúc cuộc thi. Nếu có vấn đề gì hãy liên hệ ngay với FutureLang qua số điện thoại 1900 252 586. Chúc bạn may mắn!